Đây số bơm nhân thể bà con, từ nhân thể 1, nhân thể 2, nhân thể 3, nhân thể 4, nhân thể 5, nhân thể 6, nhân thể 7, nhân thể 8, nhân thể 100, nhân thể 150. Đầy đủ luôn. Đây nhân thể 100. Ở đây nhân thể 150, nhân thể khủng khiếp luôn nè, dành bơm tát nè, cực kỳ lượng nước cực kỳ mà nhiều luôn. Nó khoảng 180 đến 200 mét khối trên giờ lượng nước. Lượng nước của nó là khoảng 180 đến 200 mét khối trên giờ. Tắt gửi 250 đó. Lượng nước cực khủng luôn. Khi mua mấy bơm nhân thể về bà con nhớ chăm mỡ bò vô đây nha, lâu lâu chăm mỡ bò vô đây, mỡ bò tốt quá chăm vô đây. Bơm vô đây, bơm mỡ bò vô đây. Bỏ vô nhà bơm vô. Đây bơm nhân thể 100. Một giờ nó là 100 lít khối nước rồi con, khoảng 90 đến 100 lít khối nước giờ. Nó nhân thể 5. Nó nhân thể 100. 5 giờ 100 lít khối nước giờ. Nhân thể 80. Giờ 60 lít khối trên giờ. Rồi nhân thể nhân thể 1. 1 giờ nó 7-8 mét khối mà con, tại vì này là hút sâu đẩy xa nên nước nhiều. Đường nước ít nhưng mà để đẩy rất là xa. Nhân thể 2 là 10 mét khối trên giờ, này là chuyên hút sâu đẩy xa. Nhân thể 3 là 13 mét khối trên giờ. Nhân thể 4 là 16 mét khối trên giờ. Nhân thể 5 là 24 mét khối trên giờ. Mấy này chuyên hút sâu đẩy xa nước rất là ít, chỉ có 180 nè là nước nhiều nè. Đây nhân thể 1.8 thì nó xăng luôn. Rất gọn nhẹ. Có chứ. Có mũi phang 16 luôn. Bơm nhân thể rất nhiều đó, thêm 1.8 luôn dành cho máy xăng luôn. Alo nào anh, ủa anh đang chờ kiểm tra. Anh nói Tây Ninh phải không? Anh Tâm Tây Ninh phải không? Rồi, mấy ngày rồi ta? À, mới 3 ngày hả? Chắc ngày mơi có đó, giờ nãy lên tới trên anh ngày mơi nhắn phát á, hay là tối nay phát á. 3 ngày rồi, rồi để em điện cho chắc xe cứu, chắc ngày mơi nay ngày mơi đó. Mới 3 ngày mà, nhắn chờ ngày đi anh. Rồi ok, có gì em kêu điện trước cho anh. Rồi. Đây số bơm nhân thể đó, tất cả bơm nhân thể đó. Rất gọn nhẹ đẹp luôn. Chưa có chuyến gửi. Chưa có chuyến xe. Chưa được. Xe nó chi phí. Đây số bơm nhân thể tất cả đều có nha. Mấy bơm nhân thể 6 nè. Rất nặng nha con, mấy con bơm này rất nặng nha. Thể 6 là 36 kg rồi con, rất nặng. Mười sáu. Đúng rồi, không xéo. Để 90 à? Không nghe 90 đúng rồi. Con sẽ bơm nhân thể nè. Cái xúc lăng nó không có đường giao được, phí nặng quá. Cái xếp lăng à,
bơm nhân thể 100 nha, 250 tắt cửa nha, bơm tắt.